Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành cài đặt một cái bộ công cụ khá là hay, đó là Parrot OS Security. Thì về mặt cơ bản nó cũng giống như là Kali Linux cả thôi, nó cũng giống như là những chiếc xe bốn bánh mà chúng ta đang lái và những cái hệ động cơ của nó, tôi thấy nó cũng là như nhau. Tuy nhiên là để biết được những cái sự thuận tiện hoặc là những cái điểm hay của ứng dụng này hay bộ công cụ này, distro này so với distro kia thì chúng ta phải cài đặt và thử nghiệm thì mới thấy được. Chỉ có điều là nếu như mà các bạn đang học và ôn thi hoặc là thực hành theo những bài lab của CEH version 11 đấy, thì nó đã chuyển sang Parrot OS thay cho Kali Linux mà không có một lý do rõ ràng trên cái trang chủ của họ. Tôi có nhờ một số chuyên gia và cũng những người mà phụ trách những phòng thi để mà hỏi trực tiếp lý do tại sao chuyển từ cái ứng dụng này sang ứng dụng khác. Tuy nhiên, theo một số nhận định riêng của tôi thì khả năng là Kali Linux nó đã lọt vào blacklist, danh sách đen đấy, của một số khu vực, và đó là một cái điều nhạy cảm mà cái chương trình CEH version 11 nó tuân thủ theo cái tiêu chuẩn ANSI, bởi vì nó đạt được cái chuẩn đó nên nó phải chuyển qua. Đó là một cái lý do. Lý do thứ hai là cái đơn vị đã tạo ra bộ công cụ trên, đó là Offense Security đó, nó sẽ có những cái xung đột với S-Console đâu đó trong những vấn đề chia sẻ và sử dụng và về mặt hình ảnh nữa, cho nên nó chuyển qua. Nhưng mà đó là chuyện của họ. Còn ngoài ra thì cũng có những cái khả năng mà chúng ta cho rằng là Parrot OS nó chạy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn, thuận tiện, mà tôi hay đưa là thoải mái hơn so với cái bản Kali Linux. Vì vậy cho nên chúng ta phải chuyển qua. Tuy nhiên, để chuyển qua thuận tiện thì chúng ta phải cài đặt nó, giống như là mình phải mua sắm một cái con xe mới, chỉ cần có cái bằng thôi là chúng ta thể lái bất cứ chiếc xe nào dưới 9 chỗ chẳng hạn. Còn ở đây các bạn chỉ cần nắm Linux nền tảng là chúng ta có thể sử dụng vận hành nó một cách thuận tiện và dễ dàng thôi, cũng không có gì là quá khó khăn đâu. Để thuận tiện cho các bạn thì tôi có làm sẵn một cái folder ISO trên OneDrive để chúng ta có thể tải về. Tôi đang upload lên thêm một số cái bản mới cũng như là nhiều cái image của Vinhub, những cái bài CTF vân vân. Chương trình CH version 11, nếu như các bạn quan tâm có thể đăng ký học tại CH Việt Nam. Đây là một chương trình đào tạo mà chúng tôi đang triển khai online trong thời gian này. Đương nhiên là trong thời gian tới thì cũng có thể có những cái lớp offline, nhưng mà hiện tại online là một cách thuận tiện nhất trong trình triển khai những chương trình đào tạo. Đầu tiên thì các bạn cài đặt nó, chúng ta hãy tải về. Ví dụ ở đây chúng ta tải về và chúng ta thấy cái dung lượng của file Parrot Security mà sử dụng giao diện Mesh nó khoảng là 4 GB. Ngoài ra chúng ta thấy Black Art Linux, cái chữ này chúng ta phải nghiên cứu phát âm ra cho nó thật là chuẩn nhé, không thôi nó rất là nhạy cảm đấy, tới 15 GB. Chúng ta tiến hành cài đặt cái Parrot OS trước. Sau đó nếu có thời gian tôi sẽ hướng dẫn thêm cái Black Art này xem như thế nào nhé. Black ARCH đọc đầy đủ như vậy chắc là nó khỏi bị sợ vấn đề về chính tả nhỉ. Sau khi tải về các bạn có thể lưu ở đâu đó trên đĩa cứng của mình, trên notebook, và chúng ta sử dụng VirtualBox hoặc là VMware. VMware thì có VMware Workstation hoặc VMware Pleasure. Trong bài minh họa thì tôi sử dụng bản VMware Pleasure bởi vì nó hoàn toàn free và rất là thích hợp cho những mục đích về đào tạo. Chúng ta sẽ tạo một cái máy ảo mới. Ok, máy của tôi nó cũng tương đối là cấu hình khá ổn nên tôi cài cũng khá là nhẹ nhàng và nhanh chóng thôi. Chúng ta sẽ chọn là Installer Disk Image File, chúng ta browse tới cái file Parrot Security OS rồi chọn Next. Ở đây là chúng ta chọn hệ điều hành Linux rồi version. Tôi thấy cái version này tôi để Debian 6 như một số tài liệu, hoặc là Debian 9 thì nó cũng chả có ảnh hưởng gì lắm các bạn. Đương nhiên là chúng ta đừng để nó khác quá. Ví dụ như chọn Linux mà chọn Windows thì tôi nghĩ nó cũng có những cái trục trặc. Còn nếu không biết thì chúng ta chọn Other luôn cũng được. Mình chọn Next, chọn vị trí để mà cài đặt nó. Tôi có hỏi anh Vượng và anh Vượng mới trả lời đây, các bạn có thể thấy đấy. Đây là một trong những chuyên gia và quản lý những phòng thi lớn nhất tại Hà Nội lúc này. Tôi muốn hỏi là tại sao nó chuyển qua xài Parrot thay cho Kali đấy các bạn, giống như hồi nãy tôi có trình bày đấy. Và ở đây chúng ta đặt tên Parrot hả? Nó như là con vẹt đúng không? OS set ví dụ vậy. Vị trí thì chúng ta hãy đặt những cái vị trí thích hợp. Đây tôi để giá trị mặc định. Mask disk size chúng ta để nó khoảng là 60 GB là nó thông thả, và chúng ta thiết lập cho nó cơ chế dynamic đó, nên nó không có fixed size mà nó không có chiếm nhiều dung lượng trên hệ thống.
Size bao nhiêu thì nó chiếm bấy nhiêu thôi, nên chúng ta có để 60. Finish. Và bật máy lên nào, đúng không? Ở đây RAM nó 2GB. Theo một số đánh giá thì cái Baros này nó chạy khá nhẹ nhàng, chỉ cần khoảng 300 mười mấy GB thôi. So với 1GB 300 mười mấy MB chứ, so với 1GB của Kali Linux. Nhưng mà máy tôi dư giả RAM nên tôi cho nó 4 luôn. Càng nhiều tôi nghĩ là nó chạy sẽ càng suôn sẻ và nhẹ nhàng hơn. Processor thì các bạn cứ để 1 cũng được, không tôi tăng nó lên cho 4 hoặc 2, 2 đi chẳng hạn. Rồi chọn OK. Những cái giá trị này các bạn có thể để default nhé. Rồi chúng ta bật lên thôi. Play Virtual Machine. Bây giờ mình bật lên và hãy xem thử thế nào. Trong chế độ này thì chúng ta sẽ chọn cài đặt, kéo xuống phía dưới. Install. Nó sẽ có installer standard, tức là cái giao diện dạng test guide thôi, test. Còn cái giao diện GTK guide này là giao diện đồ họa để cho nó dễ hơn. Thì tôi thấy cái chế độ nào nó cũng như nhau cả thôi. Tuy nhiên cái dùng cái guide GTK thì chúng các bạn dùng chuột lít nó thuận tiện và nhanh chóng, như là dễ cài hơn. Vậy thì trong bài hướng dẫn này tôi chọn cái phía dưới để cho mọi người thấy thuận tiện nha. Tôi enter. Và chúng ta đợi trong giây lát để nó nạp lên. Nó báo Mountain DVSDA bị fail nhưng không sao cả. Tại vì giờ lúc này chúng ta chưa thiết lập nên có khả năng nó chưa nhận ra. Giao diện thì mình muốn sử dụng tiếng Việt có lẽ nó cũng có luôn đấy, nhưng mà chọn tiếng Anh thôi. Và mặc định United States American English cho keymap hả, keyboard. Đừng chuyển qua tiếng Bỉ hay tiếng Đức, đôi khi gõ nó sẽ ra những cái dấu rất là khó xử lý nha các bạn. Sau khi chúng ta chọn xong rồi thì nó sẽ load những cái thành phần cộng thêm lên trên cái hệ thống cài đặt. Và cái giao diện này là giao diện đồ họa. Ngoài ra thì các bạn chọn giao diện test thì nó cũng tương tự đối với một số chức năng. Khi mà cài đặt Kali Linux hoặc là Backtrack thì chúng ta chỉ thấy cái giao diện test guide thôi. Ở đây root password, các bạn đặt cái gì thì nhớ cái đó. Ví dụ như tôi để mặc định là TOR. Show đi cho nó dễ thấy, đúng không nào? Tôi nhập lại đây TOR nhé. Và đương nhiên là phải giống nhau rồi. Và click continue, rất là thuận tiện. Full name for new user. New user để mà login vào đấy, mặc định nó không login vào root như là bản Kali từ 2019 trở về trước. Còn Kali 2020 thì nó cũng giống như những cái phiên bản Parrot OS hoặc là những cái nền tảng khác, là nó chạy bằng cái user non root. Continue, mặc định luôn, continue. Chọn password for new user, đương nhiên là các bạn đặt thế nào thì nhớ thế nấy. Tôi cứ thế mà tôi đặt to luôn cho nó khỏi quên, mất công. Continue. Cấu hình giờ, chúng ta có thể cấu hình giờ cho nó thích hợp Pacific chẳng hạn. Rồi continue. Nó sẽ dò cái địa ảo. Lúc đầu nó chưa thấy, có lẽ là nó chưa khởi tạo cũng nên. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn GUID UEntityDisk hoặc EntityDisk and Setup LVM. Lúc này mình cài trên máy ảo nên chúng ta chọn cái phía dưới. Chọn cái phía trên nhiều khi nó tìm không ra. Chúng ta chọn Continue. Ok, on file in one partition. Cứ Continue thôi. Và lúc này nó sẽ phân chia ổ đĩa. Chúng ta chọn Z, đúng không? Chọn Z cho No là nó không làm gì được gì cả. Continue. Nó nói là nó dùng toàn bộ ổ đĩa này. Cứ dùng thoải mái. Lúc nào mình cài trên máy thật thì mới phải đắn đo suy nghĩ. Bây giờ trên ổ đĩa ảo mà. Cứ thoải mái thôi. Z rồi click Continue, đúng không nào? Lúc này thì quá trình cài đặt nó sẽ diễn ra cũng khá là nhanh chóng và dễ dàng thôi. Tôi đang chạy một cái máy tính ZBook với một con Core i7 card Quadro K2001 card đồ họa đấy. RAM khoảng là 16GB, cũng khá là nhẹ nhàng. So với cấu hình ngày nay thì cấu hình đó cũng không có gì là mạnh mẽ cả. Tuy nhiên các bạn vẫn có thể triển khai cài đặt trên những cái máy Core i5 với 8GB RAM vẫn được. Đương nhiên, để học và nghiên cứu trong lĩnh vực e-hacking, pen test, security, rồi emergency response hay là digital forensics, chúng ta nên trang bị một cái máy cho nó ổn ổn một chút, ít nhất là nên là 16GB RAM. Ngày nay Core i7 không có thì ít nhất cũng phải Core i5 mượn phiên bản chạy cho nó ngon. Đặc biệt là những cái lab thì chạy trên cái địa ảo, tức là hệ thống máy ảo khá nhiều chứ không phải là địa ảo, thì chúng ta nên trang bị cho nó những cái đĩa SSD. SSD nhé các bạn. Chạy mới ngon lành được. Nếu như toàn bộ hệ thống chạy SSD luôn thì càng tốt, còn không thì ít nhất là phải có một cái ổ đĩa SSD dành riêng để chạy những cái lab ảo và của hệ thống.
thì nó sẽ suôn sẻ và mượt mà hơn rất là nhiều. Cái tên tại sao là Parrot thì các bạn hãy xem đó, nó lấy cái icon của nó là một cái con vẹt khá là màu mè, và cái giao diện này chúng ta thấy cũng gần giống với giao diện của Kali Note phiên bản 2020, có lẽ đó là giao diện Mate hả, nó gần giống với cái kiểu mà cái cấu trúc dòng lệnh đó các bạn. Tuy nhiên nổi tiếng nhất hiện nay vẫn là Kali Note, và trên những bộ phim đặc biệt như là bộ phim Mr. Robot thì các bạn thấy là đa số nó được sử dụng trên những phiên bản là Kali Note. Tuy nhiên nếu như các bạn có xem những bộ phim nào mà nó sử dụng Parrot OS Security để mà minh họa những thao tác khai thác và tấn công thì chúng ta có thể chia sẻ lên trên group hay trên những cái forum chia sẻ để mà chúng ta biết thêm. Thông thường thì trong những bộ phim trên khi mà nó minh họa và trình bày luôn luôn là có một cái thao tác chạy dò quét hệ thống mạng đấy các bạn bằng công cụ Nmap. Và Nmap này là một công cụ nó được cài đặt mặc định hầu hết trên tất cả những phiên bản dùng làm những công cụ pentest và tấn công từ Sun Slingshot cho tới Kali Note, Backtrack, Black Art, Parrot. Hiện nay thì có những nền tảng nào mà chúng ta nên sử dụng? Thì tôi thấy có 3 nền tảng mà các bạn cần nắm. Thứ nhất là Kali Note nè, là không thể thiếu rồi, Parrot OS, và cái thứ ba là Black Art. Thì trong đó cái Black Art này là nặng nhất, nó lên tới dung lượng khoảng 30GB sau khi chúng ta cài xong, với hơn 2600 công cụ. Thì nó trang bị rất là nhiều để chúng ta thuận tiện, không cần phải cài cắm gì thêm. Parrot OS cũng vậy, nó trang bị cũng khá nhiều. Còn Kali Note có nhiều tool thì chúng ta phải cài thêm, nhưng mà cài thì cũng không quá rắc rối. Nói không quá rắc rối thôi, chứ nhiều tool nó nhiều khi nó cài cũng rất là rắc rối. Chẳng hạn như các bạn có thể test thử là cái tool Wi-Fi Pumpkin xem sao. Wi-Fi Pumpkin nhé, Pumpkin là trái bí đấy. Đây là một cái tool chuyên tạo ra một Kroger Accept Point khi mà cài trên Kali Note 2020. Rất là nhiều thao tác phải tinh chỉnh, phải cài đặt thêm những cái gói rất là rắc rối đấy. Và các bạn hãy thử trên Parrot OS hoặc là Black Art nó hay không. Tuy nhiên đối với những cái công cụ mà thuộc lĩnh vực Wi-Fi này thì chúng ta nên ghi nhớ một bộ tool là Wi-Fi Slug nhé. Vừa rồi thì tôi có training một cái lớp về an toàn thông tin cho để bảo vệ phục vụ cho đại hội đảng đấy, thì có minh họa về cái Wi-Fi Slug này với phiên bản mới của nó chạy khá là nhẹ nhàng. Trên đó nó cũng có cái Wi-Fi Pumpkin nhưng mà là một phiên bản cũ. Hiện nay Wi-Fi Pumpkin nó ra phiên bản version 3 rồi, đương nhiên nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Nhưng mà để mà triển khai được những cái đó thì các bạn cần phải có cái gì nào? Phải có một cái cạc mạng thật là thích hợp, đúng không nào? Nếu không thì sẽ không nhận dạng ra đâu. Ngày nay thì để mua sắm những cạc mạng đó không có quá khó, khoảng vài trăm ngàn là các bạn có thể trang bị một cái cạc Alpha 036NH thì phải. Đương nhiên là đó là một cái cạc đểu nhưng chạy vẫn rất là tốt. Còn cạc xịn của Alpha thì phải là ít nhất là 50 đô, đó là điều đương nhiên rồi. Giờ muốn mua cạc xịn mà nó được cạc đểu thì chưa chắc là chúng ta đã kiểm tra được. Hãy quay trở lại với cái giao diện của quá trình cài đặt thì mình thấy nó như thế nào. Nó vẫn đang là cái quá trình install the system. Ngày nay đối với chương trình CH version 11 chúng ta thấy là cái tài liệu của nó khá là nhiều, với khoảng là bao nhiêu nhỉ, lên tới dung lượng là hơn 5.000 trang đấy các bạn, hơn 5.000 trang cho chương trình CH version 11. Và nó cũng khá là hay, đương nhiên là nó càng nhiều thì nó cũng sẽ càng hay. Và trong chương trình của chúng tôi thì tôi có cung cấp đầy đủ những bài hướng dẫn để mà các bạn thực hành. Những bài nào mà trong những phiên bản trước đã có thì chúng ta sẽ xem trong những phiên bản trước, bởi vì thật ra là nó cũng giống như nhau. Tuy nhiên có những bài trong CH version 9 nó có mà version 10 nó không có, và qua version 11 nhiều khi nó lại xuất hiện lại nha các bạn. Nên trong những chương trình học hành và luyện tập đấy, chúng ta nên cố gắng làm hết tất cả những bài thực hành đó. Và nếu như mà muốn thi lấy cái chứng chỉ CEH Master luôn thì các bạn phải luyện thêm những thao tác thực hành thật vững trên nền tảng Parrot OS để mà lấy chứng chỉ CEH Practical. Khi mà lấy CEH và CEH Practical thì chúng ta sẽ có được chứng chỉ CEH Master nhé. Đó là một số cái mà tôi ghi chú lại, chém gió thêm một chút trong quá trình cài đặt. Đó là CEH Master, nó sẽ bằng CEH. CH là chứng chỉ mà chúng ta thi bình thường đó, thi trên hệ thống web dạng trắc nghiệm cộng CH Practical,
là thực hành. Để mà thi hai chứng chỉ này hiện nay thì chi phí nó cũng khá là tốn kém đấy. Tuy nhiên nó cũng đáng tiền, nếu như mà công ty tài trợ hoặc là chúng ta làm và đủ tiền thì cứ thi thôi. Còn hữu ích hơn rất nhiều khi mà chúng ta trang bị những chiếc điện thoại xịn đúng không nào? Hãy thi, và khi có bằng chúng ta làm được nhiều tiền hơn thì mình muốn xài điện thoại gì cũng được, đúng không? Ví dụ hiện nay nó ra iPhone 12 đấy, rất là nhiều người rất là mơ ước và thích xài cái điện thoại trên. Tuy nhiên đó là một cái khoản giá khá là mắc. Và thay vì mua cái điện thoại trên, các bạn nên dùng tiền đó để mà học tập, rèn luyện và thi lấy những cái chứng chỉ. Đến một lúc nào đó các bạn có thể là trang bị cho mình những chiếc điện thoại xịn. Còn bây giờ là chưa cần thiết đâu nha. Ví dụ như hiện nay thì tôi đang sử dụng một con Z Phone 2, nhưng mà nó hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì tôi thi cử xong hết rồi, và nó cũng hoàn toàn xứng đáng khi mà mình xài những cái điện thoại bởi vì mình yêu thích. Ok, quá trình nó copy data to disk đã gần xong rồi. Đôi khi là quá trình copy này nó bị lỗi nếu như mà hệ thống của chúng ta, đĩa cứng của chúng ta nó có một cái phần nào đó nó không nạp data lên được. Nói đơn giản là bị hư đấy các bạn, là nó sẽ bị lỗi ngay. Cái kinh nghiệm này tôi đã gặp cách đây khá lâu khi mà cài Windows 2000 kìa. Cài nhiều khi hên đó, nó patch qua được cái chỗ bị patch setter đó. Nó không copy lên, nó random mà thì chúng ta cài được. Tôi biết cái điều đó cho nên nhiều khi là mình cài trên cái máy của mình, lúc đó tôi đang làm cho Sài Gòn Net. Tôi đã ngồi từ sáng cho tới nhiều khi là tới trưa mới cài xong. Cài mấy chục lần đấy các bạn. Phải cài lui tới thì nó random, nó hên đó. Nó patch qua được cái chỗ patch setter và nó sẽ cài được. Nhưng đó là câu chuyện của ngày xưa khi mà phần cứng máy móc nó còn đắt đỏ, đâm ra là chúng ta phải nghĩ tới những giải pháp cài đặt rồi sử dụng trên những cái thiết bị phần cứng nó kém chất lượng. Còn ngày nay nếu đĩa cứng mà nó có vấn đề gần hư hỏng thì chúng ta nên sau lưu lại dữ liệu, đẩy lên drive rồi thay đổi cứng mới, sau đó là mình phục hồi lại cái dữ liệu trên hệ thống của mình. Lúc này là nó đã copy xong rồi thì nó tiến hành cài đặt thôi, vấn đề cài đặt không có gì khó khăn cả. Nhưng mà trước đây ngay cả khi cài đặt một cái hệ điều hành như là Windows 95 là một vấn đề rất khoai đấy các bạn, phải có một chồng đĩa đĩa mềm, tôi nhớ là cái chục đĩa đấy, đút vào từng đĩa từng đĩa từng đĩa để nó cài xong, và là một cái vấn đề rất là rắc rối. Cài đặt root bootloader trên primary driver ok luôn, continue trên anti device manual hoặc là trên DAV SDA, chúng ta chọn DAV SDA nhé. Quá trình cài đặt nó gần như là sắp hoàn tất thì phải, chúng ta chờ đợi trong giây lát để mà tiến trình này nó diễn ra. Cũng có cái lưu ý là hiện nay có nhiều bạn vẫn thi chứng chỉ CH theo V10 nhé, thì certificate CHV10 nó khác gì CHV11, thì về mặt hình thức là không có khác gì nhau nhé các bạn, nó cũng chỉ là một cái phôi thôi và cũng là ngày đó các bạn đã thi đạt được chứng chỉ trên, vân vân. Tuy nhiên về chi phí thì CH version 11 nó sẽ mắc hơn CH version 10 khá là nhiều, bởi vì khi chúng ta đăng ký nó sẽ cho mình cái e-cookware, tức là cái tài liệu đấy. Cái tài liệu mà tôi có chia sẻ cho các bạn trong lớp CH version 11 của tôi đấy. Đó là nó sẽ cung cấp cho bạn các tài liệu đó và bộ tool. Bộ tool với tài liệu đó thì chúng ta có thể dễ dàng tham khảo và tải về nếu như chúng ta có đăng ký những chương trình đào tạo của CH Việt Nam. Thì cái điểm khác biệt nữa là gì? Thì CH version 10 hiện nay thi còn khá là dễ dàng, dễ đậu bởi vì bộ DOM của nó khá là chuẩn, hay còn gọi là DOM đã được verify. Cho nên nếu thi các bạn nên đăng ký CH version 10. Còn học thì chúng ta vẫn học CH version 11. Còn nếu như các bạn thích đăng ký CH version 11 luôn cũng không ai cấm cả. Tuy nhiên là cái khả năng thi cử nó cũng phải luyện tập và chuẩn bị cho thật kỹ càng. Bởi vì tôi chưa verify được, chưa kiểm chứng được bộ đề, bộ đâm mới. Mà chưa kiểm chứng được thì vô ngồi thi các bạn phải luyện thật kỹ cái tài liệu này, thực hành thật kỹ này. Và khi nó hỏi những câu hỏi khác chúng ta vẫn có thể suy luận được. Để suy luận được thì cũng khá là nhức đầu đấy các bạn. Có hai môn thi tôi phải ngồi suy nghĩ nát óc và mất hết 4 tiếng đồng hồ mới thi có dư điểm đậu một chút. May là chưa rớt là may. Chưa. Đó là môn CHFI này và môn ECSA.
tại vì cái DOM nó không có verify, DOM nó không có chuẩn, theo thuật ngữ dân gian là như vậy, nghĩa là nó không có dính nhiều, đương nhiên không dính nhiều chứ vẫn dính được một số câu, vì vậy cho nên khi thi rất là rắc rối hơn. Ở đây nó báo là quá trình cài đặt hoàn tất rồi thì chúng ta click continue. Nó sẽ chạy cái quá trình nào? Remove live package, tức là nó xóa bỏ những thành phần cài đặt trên hệ thống của mình. Nó sẽ gỡ ra. Sau này những bài thực hành tôi sẽ sử dụng xen kẽ cả Kali Linux và ProtOS nha. Nhưng mà riêng đối với những bài trên CH thì tôi sẽ chỉ dùng với ProtOS thôi. Còn những bài trên TryHackMe rồi những cái nền tảng khác tôi vẫn chạy trên Kali Linux 2019. Tại vì chạy thẳng luôn cái tài khoản root cho nó thuận tiện. Còn ai không thích thì cứ sudo trừ s các thứ như là trên Kali Linux 2020. Một khi quá trình này diễn ra hoàn tất thì chúng ta restart lại cái máy tính để mà sử dụng nó thôi. Có một số công cụ như là Sun Slingshot, các bạn đã nghe tới tên của con này chưa? Sun Slingshot thì trên đó nó là có một công cụ Linshot mình có thể tải về free, nhưng mà chạy rất là rắc rối, nó không khai báo sẵn những cái biến môi trường đấy, và nhiều công cụ nó không cài đặt sẵn nữa nên chạy nó khá là mệt. Tuy nhiên trong những chương trình đào tạo của Sun thì nó lại sử dụng những cái này. Đối với chương trình nào thì chúng ta xài tool đó, thì bản Sun Slingshot này nó khoảng là 10 GB đấy, tôi nhớ là tôi có cái bản này để mà triển khai cho các lớp học của chương trình Sun mà tôi có đào tạo Gpen đó, Slingshot này. Các bạn sẽ tải về từ trang của hãng Sun đấy, mặc dù chạy nó hơi vất vả một chút nhưng mà hãy thử nghiệm nhiều nền tảng khác nhau, nó cũng có những cái điểm hay riêng. Ví dụ như ở đây tôi nói ba cái nền tảng hàng đầu là Kali Linux, ProtOS, Zed, PlugArt, và cái thứ tư là Sun Slingshot, và cái thứ năm là gì? Cái thứ năm là cái các bạn tự dựng lên nhé, tự build bộ tool riêng. Có lẽ là chúng ta phải tìm hiểu và nghiên cứu thêm những cách thức build từ những cái trang web online như Linux from the start, hoặc là trong cái trang mà tôi có chia sẻ, hoặc là trên trang quản trị mạng có đăng đó 8 cái nền tảng hoặc là ứng dụng có thể giúp chúng ta xây dựng những công cụ rất là thuận tiện. Password, ok. Lúc này nó khởi động lúc nào mà cái này chắc là trong quá trình chúng ta đang trình bày là nó là restart lại luôn, chắc nó đợi mình trả lời mà thấy lâu quá. Sau khi cài đặt xong thì các bạn hãy update lên nhé, update lên cũng rất là lâu đấy, nhưng mà cần thiết thì phải làm thôi, đúng không? Ở đây thì chúng ta đã thấy nó phóng ra full màn hình luôn này. Ok, một cái giao diện rất là đẹp đúng không nào? Màu mè, sudo trừ s đi. Password để chạy tiến trình update hả? Hồi nãy tôi click vào đâu chắc nó update luôn. Thì quá trình update này nó khá là mất thời gian nhé các bạn. Các bạn hãy ngồi chờ, sau khi update xong rồi mình có thể log vào. Quay trở lại cái màn hình của mình chạy thử một cái lệnh xem sao. Sudo ts password to nmap. Ok. Thử một cái tool khác, the harvester. Có không? Có luôn. Clear nó đi. Wi-Fi Pumpkin có không? Không thấy. Chứng tỏ là sẽ có nhiều công cụ nó không có và chúng ta phải cài thêm. Nhưng mà trên đây nó sẽ có cái Wi-Fi Fixer này các bạn. Trên đây nó không có cái ô search như trên Kali Linux nhỉ? Hoặc là nó nằm ở đâu đó. Thử ở đây xem. Search Wi-Fi. Có Wi-Fi Honey, Fern, River, WiFi. Vậy Wi-Fi Fixer có hay không? Nó báo là có, nhưng mà các bạn hãy đợi nó update xong xem sao. Thì tiến trình update này nó sẽ diễn ra khá là lâu. Sau khi update xong tôi sẽ hướng dẫn thêm những cái thao tác sử dụng căn bản của cái nền tảng này để chúng ta có thể tiến hành pen test, hacking vân vân. Thì các tài liệu hoặc là các bài viết nó đều nói đây là những công cụ chuyên dùng cho những chuyên gia bảo mật rồi penetration tester và cả hacker black hat, white hat vân vân. Nhưng tôi thấy là những công cụ này thích hợp cho vấn đề chọc phá là nhiều hơn cho vấn đề bảo mật. Tuy nhiên để bảo mật thì chúng ta phải nắm cái cách để phá vỡ nó, đúng không nào? Nên nói thế nào cũng được.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài trình bày tiếp theo. Hãy bắt tay vào tiến hành cài đặt nhé. Cứ nghĩ xem hoa thì nó không có giúp cho chúng ta tiến bộ được chừng nào đâu. Phải làm, xem, làm, đọc, lý thuyết, thực vững thì nó sẽ trang bị cho chúng ta thành một kỹ năng. Và lần lần thì chúng ta sẽ giỏi. Khi mà các bạn giỏi thì chắc chắn là làm sẽ tiền nhiều, những cái công việc lương cao, đó là điều chắc chắn rồi,